Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu mục sư Lê Phước Nguyên sẽ trình bày phúc âm qua đề tài các lời loan báo trước về sự chết và sống lại của Đức Chúa Giêsu. Lễ phục sinh là lễ kỷ niệm Đức Chúa Giêsu sống lại, sẽ được trên 2 tỷ cơ đốc nhân Kitô hữu khắp thế giới nhắc nhở, và chuyện tích Chúa sống lại được ghi chép trong 4 sách phúc âm sẽ được đọc đi đọc lại cách kính cẩn trong các nhà thờ. Nhưng đã nói đến sự kiện lịch sử Chúa sống lại thì cũng phải nói đến sự kiện Chúa chịu đau đớn, sỉ nhục và chết trên cây thập tự. Mấy tuần lễ trước khi chịu chết và sống lại, Đức Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đồ nhiều điều quan trọng được cả 4 sách phúc âm trong Kinh Thánh Tân Ước ghi chép, và một trong các lời căn dặn đó được chép trong sách phúc âm Luca đoạn 18 câu 31 và 32 như sau. Đức Chúa Giêsu đem 12 môn đồ riêng ra mà bảo rằng: chúng ta lên thành Jerusalem và tất cả những điều các tiên tri đã viết về con loài người, tức là chính Đức Chúa Giêsu, phải được ứng nghiệm. Ngài sẽ bị nạp cho dân ngoại, bị chế nhạo, nhiếc mắng, phỉ nhổ, và sau khi đánh đòn họ sẽ giết Ngài đi, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Với lời này, Đức Chúa Giêsu đã nói lên 3 thực sự quan trọng. Thứ nhất là các nhà tiên tri đã viết về Đức Chúa Giêsu. Thứ hai, những điều các nhà tiên tri đã viết phải được ứng nghiệm hoàn toàn, tức là Chúa phải bị nạp cho người La Mã, chịu chế nhạo, mắng nhiếc, khạc nhổ vào mặt, đánh đòn và đóng đinh vào cây thập tự để đổ hết máu mà chết. Và điều thứ ba là Chúa phải sống lại. Khi nói đến lời tiên tri, chúng ta cần phải hiểu theo định nghĩa của Kinh Thánh, chứ không hiểu theo các định nghĩa ở ngoài đời. Theo Kinh Thánh thì lời tiên tri là lời loan báo trước của Đấng tạo hóa toàn tri toàn năng. Ngài toàn tri nên đã biết trước tất cả mọi việc sẽ xảy ra cả ngàn cả vạn năm trong tương lai. Và Ngài toàn năng nên Ngài hiểu quyết định việc gì sẽ xảy ra ở đâu, xảy ra cách nào, thì việc đó phải xảy ra hoàn toàn đúng theo điều Ngài đã loan báo trước. Có một môn toán học gọi là phép tính xác suất, tức là probability distribution, tiếng Pháp là calcul de probabilité. Một nhà toán học dùng phép tính này đã cho biết rằng một lời tiên tri được công bố trước khoảng vài 300 năm, rồi việc đó xảy ra đúng ngày, đúng giờ, đúng địa điểm như đã công bố là một chuyện hy hữu, rất khó thực hiện. Nhưng nếu có 5 lời tiên đoán về một người nào đó, rồi 700 năm sau, tất cả 5 lời tiên đoán đó được ứng nghiệm hoàn toàn cho người đó, thì là một điều mà phép tính xác suất nói rằng không thể nào xảy ra cả. Để cho dễ hiểu, nhà toán học này dùng một ví dụ. Giả sử có người lấy rất nhiều đồng quarters, tức là bạc cắt 25 xu Mỹ, đem đổ đầy khắp cả tiểu bang Texas, là tiểu bang có diện tích rộng gấp đôi diện tích nước Việt Nam, và đổ cao cho đến đầu gối. Bỏ lẫn lộn trong số bạc cắt quarters này, có một quarter được đánh dấu bằng sơn đỏ. Làm thế nào tìm được đồng quarter có sơn đỏ trong mấy tỷ quarters đổ đầy khắp tiểu bang Texas? Câu trả lời là không thể nào tìm được. Nhưng Kinh Thánh chẳng những có 5 lời báo trước về Đức Chúa Giêsu mà có cả ngàn lời báo trước về sự kiện Chúa giáng sinh, Chúa chịu chết, Chúa sống lại, Chúa về trời. Và tất cả những lời loan báo trước đó đều đã ứng nghiệm hoàn toàn. Với phạm vi hạn chế của bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi chỉ xin kể ra khoảng chừng 10 lời loan báo đó. Như 700 năm trước Chúa giáng sinh, nhà tiên tri Mi-chê báo trước địa điểm Chúa giáng sinh là làng Bethlehem. Ngày giờ Chúa giáng sinh và chịu chết được nhà tiên tri Daniel loan báo trước 600 năm. Sự kiện Chúa chịu đồng bào của Ngài là người Do Thái chống nghịch được nhà tiên tri Esai loan báo trước vào năm 700 trước Chúa giáng sinh. Việc Chúa cởi lừa con vào thành Jerusalem trước tiếng hoan hô Hosanna của dân chúng. Rồi chỉ mấy ngày sau, một môn đệ của Ngài đem bái Ngài cho giáo quyền Do Thái với giá 30 miếng bạc, được nhà tiên tri Sacheri báo trước khoảng 500 năm trước Chúa giáng sinh. Sự kiện Chúa Giêsu chịu treo trên cây gỗ, tay chân bị đâm thủng, đám dân đông la ó chê cười, áo sống Ngài bị
toán lính chia ra làm bốn phần, rồi rút thăm để lấy áo dài ngài, được vua David loan báo 1000 năm trước khi các việc này xảy ra. Tất cả các lời Đức Chúa Trời loan báo trên đây, có lời loan báo từ năm 600 năm đến cả 1000 năm trước Chúa Giáng sinh, lời nào cũng đã được ứng nghiệm 100%. Đó là bằng chứng để chúng ta thấy rằng suốt cả lịch sử nhân loại, không có một cuốn sách nào có thể so sánh với cuốn Kinh Thánh, là lời hằng sống của Đấng Tạo Hóa. Cũng không có một vị thần linh nào có thể so sánh với Đức Chúa Giê-xu, là Đấng đã dựng nên loài người, rồi sau khi loài người phản nghịch, lại công bố trước chương trình cứu rỗi nhân loại qua việc chính Ngài nhập thể làm người, chịu các đau đớn của thể xác, và cuối cùng qua cái chết nhục nhã trên cây thập tự để hoàn thành công cuộc cứu rỗi chúng ta. Sau đây là mấy câu được loan báo trong sách tiên tri Ê-sai, là sách đã được ghi chép cách đây 2700 năm. Một bản sao của sách tiên tri này được tìm thấy trong một hang đá ở biển chết, gọi là bản Dead Sea Scrolls. Một số nhà khoa học dùng phương pháp trắc nghiệm carbon 14 để trắc nghiệm bản sao này và đã xác nhận rằng bản này cũ đến 2200 năm. Đoạn thứ 53 của bản sách tiên tri Ê-sai đó ghi chép như sau: Chúa Giê-xu bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng không coi Ngài ra gì. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà chịu đâm thủng, vì gian ác chúng ta mà thân thể Ngài chịu nghiền nát. Nhưng nhờ Ngài lãnh hình phạt mà chúng ta được bình an, nhờ Ngài chịu roi đòn mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta đều như chiên cừu lầm đường lạc lối, nhưng Đấng Tạo Hóa đã đem tất cả tội lỗi chúng ta mà chất trên Ngài. Đấng Tạo Hóa đã làm vui lòng mà làm tổn thương Ngài và khiến Ngài chịu đau đớn. Sau khi Đấng Tạo Hóa đã đem Ngài làm sinh tế chuộc tội, Ngài sẽ thấy dòng dõi mình, ngay của Ngài sẽ thêm dài ra, và ý chí của Đấng Tạo Hóa nhờ tay Ngài được thịnh vượng. Ngài đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi của nhiều người, và hiện đang cầu thay cho những người phạm tội. Chúng ta có thể coi câu cuối cùng này là lời tổng kết của đoạn Kinh Thánh Ê-sai 53, vì câu này nêu ra bốn việc quan trọng Chúa Giê-xu đã làm và đang làm. Việc thứ nhất là Ngài đã đổ mạng sống Ngài cho đến chết. Chúa Giê-xu chịu đau đớn và chết trên cây thập tự không phải là một việc ngẫu nhiên, cũng không phải Ngài bị dân Do Thái và chính quyền La Mã bắt xử tử ngược với ý muốn của Ngài. Chính Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố trong sách Phúc Âm Giăng đoạn thứ 10 câu thứ 18 rằng: không ai cướp nổi mạng sống ta, nhưng chính ta tình nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh tính mạng và có quyền lấy lại. Đây là mạng lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã thưa với cha Ngài: con vui lòng làm theo ý muốn cha. Dù Ngài biết trước ý muốn của Đức Chúa Trời là con đường thập tự giá. Và lời này đã được ghi chép trong Thi Thiên 40 câu 8, 1000 năm trước Chúa Giáng sinh. Việc thứ hai là Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Ai kể Chúa Giê-xu vào số những người tội lỗi gian ác? Thư Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn thứ 5, câu thứ 21 cho biết chính Đức Chúa Trời đã kể Chúa Giê-xu vào hàng kẻ dữ, vì câu này chép rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta nhờ Ngài mà trở nên sự công chính thánh thiện của Đức Chúa Trời. Việc thứ ba là Ngài đã mang lấy tội lỗi của nhiều người, vì Đức Chúa Trời đã đem hết thảy tội lỗi chúng ta mà chết trên Ngài. Và việc thứ tư là việc Đức Chúa Giê-xu đã bắt đầu làm từ ngày Ngài trở về thiên đàng, ngồi bên tay phải ngay Đức Chúa Trời cách đây 2000 năm, và Ngài vẫn còn tiếp tục làm. Việc đó là Ngài cầu thay cho những người phạm tội. Ai là người phạm tội? Người phạm tội bao gồm toàn thể nhân loại, kể cả người da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, người Tây Phương hay Đông Phương, người có học hay thất học, người được đời tôn là hiền triết thánh nhân hay là bị đời coi là cặn bã của xã hội. Vì lời Chúa quả quyết rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Đức Chúa Trời.
nhưng Đấng đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Đấng đã chịu chôn, đến ngày thứ ba đã sống lại theo lời Kinh Thánh là Đức Chúa Giêsu hiện đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho chúng ta. Lời cầu nguyện cho người chưa tiếp nhận Chúa giống như lời cầu nguyện Ngài đã cầu cho những người chống nghịch hay bàng quan đứng nhìn khi Ngài đang treo thân trên thập tự giá. Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết điều họ làm. Đối với quý vị là người đã một lần tiếp nhận Chúa nhưng rồi thối lui, Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện để Đức Thánh Linh đến với quý vị, dùng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ thức tỉnh kêu gọi quý vị ăn năn, quay đầu trở về với Ngài. Đối với con cái thật của Chúa, dù đang trải qua cơn thử thách khó khăn hay đang vui vẻ bình an, Ngài cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời dùng quyền năng tối thượng gìn giữ quý vị hằng ngày, hằng giờ, để quý vị có thể phản chiếu được tình thương vô hạn của Ngài. Tất cả cơ đốc nhân là người tin nhận Đức Chúa Giêsu đều coi cả bộ Kinh Thánh là nền tảng độc nhất của đức tin. Bộ Kinh Thánh gồm có hai phần, phần thứ nhất là Cựu Ước và phần thứ hai là Tân Ước. Cựu Ước ghi chép lịch sử của sáng tạo, lịch sử của dân Do Thái, nhưng quan trọng hơn hết là các lời tiên tri. Lời tiên tri theo định nghĩa của Kinh Thánh là lời loan báo trước của Đức Chúa Trời toàn tri. Vì là Đấng toàn tri, Ngài biết tất cả mọi việc, kể cả những sự việc xảy ra trong tương lai xa xăm hàng ngàn hàng vạn năm về sau. Đức Chúa Trời cũng là Đấng toàn năng, có thể làm được tất cả mọi việc. Vì thế, những điều gì Ngài đã báo trước, Ngài cũng có quyền thực hiện rất trọn vẹn. Những lời tiên tri quan trọng nhất trong Cựu Ước là lời tiên tri về sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Sự kiện Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự và sự kiện Chúa Giêsu sống lại trong vinh quang, tất cả những lời tiên tri đó ứng nghiệm hoàn toàn. Với bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi trưng dẫn một số lời tiên tri đó và cũng cho thấy lời tiên tri đó ứng nghiệm như thế nào. Chúng tôi rất mong mỏi được tiếp xúc với quý vị thính giả qua điện thoại số 281-988-5475. Chúng tôi xin nhắc lại điện thoại số 281-988-5475. Để trở lại đề tài, xin mời quý vị nghe phần kết. Chính vì chúng ta, vì quý vị, vì chúng tôi mà Chúa Giêsu đã xuống trần gian, thực hiện tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã loan báo trước về Ngài. Vì Chúa đã yêu thương chúng ta, dùng huyết Ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta và cho chúng ta làm công dân nước trời. Ai tin đều đã giao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lành do người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chết trên người. Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, Đấng đã dựng nên vũ trụ. Trong vũ trụ bao la đó, có một hạt bụi là quả đất của chúng con, là nơi hơn 6 tỷ con người đang chen chúc sinh sống. Loài người là gì mà Đức Chúa Trời nhớ đến? Con loài người là ai mà được Chúa thăm viếng? Chẳng những con người chúng con nhỏ bé, chúng con còn kiêu ngạo, đòi dùng trí khôn hạn hẹp của mình để thách thức Đấng tạo hóa và cố tình xa lánh Ngài. Nhưng đội ơn Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa,
vì Kinh Thánh cho chúng con biết Đức Chúa Trời luôn luôn nhớ đến chúng con, hằng ngày vẫn ban ánh nắng mặt trời để chúng con được ấm áp, để cho cây cối sinh sôi kết quả, đem lại thức ăn cho chúng con. Chúa cũng ban cho chúng con không khí để thở, nước để uống và bao nhiêu thứ cần thiết khác cho sự sống hàng ngày của muôn loài vạn vật. Nhưng trên hết mọi sự, chúng con đội ơn Đức Chúa Trời đã sai phái Đức Chúa Giêsu xuống trần gian làm người, chia sẻ kiếp sống khổ đau, tủi nhục của con người, rồi gánh vác hết thảy tội lỗi của chúng con mà chịu chết trên cây thập tự. Chúng con cũng đội ơn Đức Chúa Trời vì đã ban Đức Thánh Linh đến với chúng con, sáng lời êm dịu nhỏ nhẹ để thức tỉnh chúng con, kêu gọi chúng con trở về với Cha từ ái đang mở rộng vòng tay yêu thương để chờ đón chúng con. Chúng con tin vào lời Kinh Thánh đã hứa rằng Chúa không muốn một ai bị hư vong, nhưng muốn cho tất cả mọi người đều được cứu rỗi và hiểu biết chân lý. Chúng con cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng và toàn ái đoán thương gần 80 triệu đồng bào chúng con đang sống trên dải đất nhỏ bé cằn cỗi là quê hương thân yêu của chúng con. Đồng bào của chúng con đang cần cả sự nuôi dưỡng phần thể xác để có đủ thức ăn hàng ngày, lẫn sự nuôi dưỡng tâm linh để biết được tình yêu vô hạn của Đấng đã dựng nên mình. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương nhân loại, yêu thương đồng bào chúng con đến nỗi đã hy sinh con một của Ngài, để cho tất cả mọi người tin nhận con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong, nhưng được sự sống bất diệt. Xin Chúa an ủi những người đang gặp cảnh tan chế, thăm viếng nuôi dưỡng những người đang bị tù đày, ban cho họ hy vọng và hướng lòng họ về nguồn yêu thương bất tận là chính Đức Chúa Trời. Cũng có nhiều đồng bào chúng con đang đau yếu bệnh tật, nhưng không có phương tiện chạy chữa, không có đủ thuốc men. Xin Chúa chữa lành cho họ cả tâm linh lẫn thể xác, vì Chúa là Đức Chúa Trời đấng chữa bệnh cho chúng con. Xin Chúa thăm viếng đồng bào hải ngoại đang lưu lạc khắp nơi trên thế giới, ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu, Úc Châu, Phi Châu. Chúng con cũng cầu nguyện cho 150.000 đồng bào chúng con đang sinh sống ở vùng Houston Bay, để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều thấy được ánh sáng chân lý nhiệm màu, đón nhận được tình thương bao la và được che chở, bảo vệ dưới cánh tay toàn năng của Đấng tạo hóa. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng con. Amen.